Đối đầu với Hitsamitsu Springs, câu lạc bộ từng 8 lần lên ngôi vô địch ở hạng đấu cao nhất của bóng chuyền Nhật Bản. Và trong quá khứ cũng từng 2 lần vô địch giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á vào các năm 2002 và 2014. Ngày hôm nay thì Hitsamitsu Springs sẽ thi đấu với trang phục màu xanh, trong khi đó Sports Center One thi đấu với trang phục màu đỏ. Ở lượt trận ra quân tại bảng A đã chứng kiến những kết quả trái ngược. Nếu như đội bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One giành chiến thắng 3-2 trước Paykan Tehran của Iran, thì Hitsamitsu Springs đã phải nhận thất bại 2-3 sau 5 set trước đại diện đến từ Đài Bắc Trung Hoa là Kingway Taipei. Đây là đội hình xuất phát của Hitsamitsu Springs ở trận đấu ngày hôm nay. Hai cầu thủ quan trọng nhất, những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất ở đội 1 đó là Otake Ryo và Sake Kira đều ngồi trên ghế dự bị ngày hôm nay. Họ sẽ vào sân ở một thời điểm thích hợp. Còn đây là những vận động viên xuất phát của đội bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One. Đã có những sự thay đổi. Ngày hôm nay thì Trần Thị Thanh Thúy vẫn sẽ ra sân. Nguyệt Anh, Bích Thủy, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Lý Thị Luyến và libero đó là Khánh Đang. Huấn luyện viên trưởng của Sports Center One là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Như vậy là ngày hôm nay đội bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One có 3 sự thay đổi ở những vị trí ra sân xuất phát ngày hôm nay. Nguyệt Anh thay Tú Linh, Lý Thị Luyến thay cho Trà Giang và libero Khánh Đang thay thế cho Thanh Liên. Đó là những sự thay đổi rất đáng chú ý. Ngày hôm nay Tú Linh, vận động viên thi đấu xuất sắc nhất cùng với Thanh Thúy ở trận ra quân, lại không có mặt ở trong đội hình xuất phát ngày hôm nay. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng sử dụng libero Khánh Đang ngay từ đầu để thay thế cho Thanh Liên. Đây là trận đấu rất quan trọng nhằm xác định tấm vé đi tiếp ở bảng A. Đội nào chiến thắng sẽ có cơ hội lớn. Bên phía Hitsamitsu Springs là những người phát bóng trước. Đội một tốt. Bóng ngoài, điểm số đầu tiên cho Sports Center One. Bóng đập hàng chắn của Hitsamitsu và đi ra ngoài. Tình huống tấn công ở vị trí số 2, chúng ta cùng xem lại pha kết thúc của Bích Thủy. Thanh Thúy phát bóng. Tình huống phát bóng gây khó khăn cho hàng sau của Hitsamitsu. Cơ hội cho Sports Center One. Đập trong, tuyệt vời, điểm số cho Sports Center One 2-0. Một màn khởi đầu rất như ý của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Tiếp tục là tình huống phòng tấn công của Thanh Thúy, người đã ghi đến 39 điểm ở trận ra quân, một kỷ lục. Điểm số đầu tiên cho Hitsamitsu, 1-2. Ở trận đấu gặp Paikan thì Thanh Thúy ghi 39 điểm, nhiều nhất Sports Center One. Vận động viên ghi điểm nhiều thứ hai đó là Kiều Trinh với 12 điểm và Lý Thị Luyến có được 11 điểm. Vừa rồi là pha kết thúc vị trí số 3 của Lý Thị Luyến. Đưa một tốt, Khánh Đăng, Thanh Thúy bỏ nhỏ, có điểm cho Sports Center One, 3-1. Điểm số là 3-1 cho các vận động viên của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tình huống bỏ bóng rất tinh tế của Thanh Thúy. Ngày hôm nay thì chắc chắn Thanh Thúy nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ Hitsamitsu Springs, những vận động viên mà số 3 của Việt Nam không hề xa lạ. Cơ hội Kiều Trinh, thành công ở vị trí số 2 của Kiều Trinh. Tiếp tục là Kiều Trinh, chưa có điểm. Phòng thủ tốt, Lâm Oanh, rất tốt. Tình huống ghi điểm của Araki Ayaka, 2-3 cho Hitsamitsu Springs. Một loạt bóng bền và cuối cùng thì đội bóng đại diện của Nhật Bản là những người có điểm. Phụ công Araki Ayaka phát bóng, huấn luyện viên sở hữu chiều cao 1m84, sinh năm 2001.
rất tốt. Tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Kiều Trinh. 4-2 cho Sport Center One. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đang có được sự nhập cuộc rất hứng khởi. Một trận đấu mà chúng ta phải thắng. Kiều Trinh phát bóng. Cú phát bóng tấn công rất mới lạ của Kiều Trinh. Bóng ngoài. Trọng tài xác định bóng đã chạm trán của Việt Nam rồi. Điểm cho Hitamitsu Spring 3-4. Ngày hôm nay trong đội hình của đại diện đến từ Nhật Bản không có hai cái tên rất nổi bật. Đó là chuyền hai Mandai Manami cũng như phụ công Otake Ryo và vận động viên dày dặn kinh nghiệm Sakae Erika. Phòng thủ tốt. Tình huống xử lý của Lâm Oanh đánh hai chuyền. Bóng trong sân. Hai điểm liên tiếp cho Hitamitsu Spring, 4-4. Một pha bẻ bóng trên chắn rất hiểm hóc của vận động viên bên phía Hitamitsu Spring. Yoshitake đội một không tốt. 3 điểm liên tiếp cho Hitamitsu, 5-4. Chúng ta cùng xem lại tình huống trên bước 1 không tốt của Khánh Đàng. Bước 1 luôn là vấn đề với đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Lâm Oanh. Tiến đội bóng khá căng ở vị trí số 4 của người Anh nhưng chưa có điểm. Thanh Thúy. Hai chắn theo Thanh Thúy trong tình huống vừa rồi. Thêm một điểm nữa cho Hitamitsu. 4 điểm liên tiếp cho đại diện đến từ Nhật Bản. 6-4. Bóng chạm tay chắn của Lý Thị Luyến và đi ra ngoài. Sau màn nhập cuộc hứng khởi thì bây giờ chúng ta bắt đầu bộc lộ những vấn đề. Và đại diện đến từ Nhật Bản có được liên tiếp 4 điểm. Lâm Oanh. Kiều Trinh chưa thể ghi điểm. Vẫn có điểm cho Sports Center One. Một điểm rất cần thiết và quan trọng vào thời điểm này. 5-6. Một pha phối hợp ngắm giữa Lâm Oanh và Lý Thị Luyến. Chúng ta có 3 sự thay đổi ở trận đấu ngày hôm nay. Trong đỉnh xuất phát khi mà Nguyệt Anh thay thế cho Tú Linh, Lý Thị Luyến thay thế cho Trà Giang và Libero Khánh Đàng đấu từ đầu thay cho Thanh Liên. Bóng ngoài, điểm cho Sports Center One. 6-6. Ngày hôm nay nhà thi đấu Vĩnh Phúc đón số lượng khán giả rất đông. Một cơn sốt vé đã diễn ra trước trận đấu này. Bước một không tốt và đó là cơ hội để Thanh Thúy ghi điểm. 7-6 cho Sports Center One. 3 điểm liên tiếp dành cho đội chủ nhà. Có hai tình huống xử lý trên lưới của Thanh Thúy. Rất căng nhưng vừa rồi thì Kiều Trinh đã phòng ngự tốt. Phòng thủ luôn là điểm mạnh của các đội bóng đến từ Nhật Bản. Hai pha tấn công liên tiếp ở vị trí số 4. Bóng trong sân. Điểm cho Sports Center One. 8-6. Hội ý lần đầu tiên ở trong set đấu thứ nhất. Một màn khởi đầu nhìn chung là rất tốt của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Cả Lâm Oanh và Lý Thị Luyến đều sẵn sàng trong tình huống vừa rồi. Đề nghị quý khán giả không sử dụng chế độ Play Plus trong các thi đấu. Xin cảm ơn.
Hiện tại ở bảng A của giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 Cup VTV Cup, Esports Center One đang dẫn đầu với 2 điểm. Trong khi đó, Hisamitsu Spring với trận thua 2-3 thì có được 1 điểm. Bóng vào chắn ra ngoài, điểm cho Hisamitsu Spring 7-8. Trong lần hội ý vừa rồi thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những lời nhắc nhở rất chi tiết với vị trí của Lý Thị Luyến. Thanh Thúy hơi với rồi. Tiếp tục là Thanh Thúy. Bóng ngoài rất đáng tiếc cho số 3 đội trưởng của Sports Center One. 2 điểm liên tiếp cho Hisamitsu, 8 đều. Ngày hôm nay thì Hisamitsu cũng không tung vào sân ngay từ đầu. Vận động viên đã ghi nhiều điểm nhất ở trận đấu trước với King of Taipei, đó là chủ công áo số 22 Fukazawa Megumi. Bên phía Sports Center One sẽ khiếu nại. Chúng ta cùng xem lại tình huống challenge, xem bóng đã chạm chắn hay chưa từ tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Trần Thị Thanh Thúy. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Bóng đã chạm chắn và đi ra ngoài, như vậy điểm số thuộc về Sports Center One. Lần challenge thành công của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, điểm cho Sports Center One 9-7. Những bóng tiếp theo đó là Lý Thị Luyến. Bám chắn tốt. Tiếp tục là Nakajima. Tình huống tấn công ở vị trí số 4. Lại là Nakajima. Lý Thị Luyến cần phải chủ động hơn. Dẫn 2, tình huống ghi điểm một chân sau đầu và điểm dành cho Hisamitsu 8-9. Khoảng cách chỉ là 1 điểm. Hơi lung túng trong tình huống bước 1. Và sau đó Lâm Oanh gặp khó. Thêm 1 điểm nữa cho Hisamitsu, 9 đều. Cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rõ ràng cần thời gian để có được sự ăn ý hơn trong lối chơi của mình. Phạt bóng rất khó chịu. Nakajima rất cẳng, bóng đi đúng vào vị trí của người đành. 3 điểm liên tiếp cho Hisamitsu Springs 19. Thanh Thúy. Nakajima. Lâm Oanh. Kiều Trinh. Không thực sự vừa tập vào đà với Kiều Trinh tình huống vừa rồi. Nguyễn Anh. Thanh Thúy. Bên phía đội bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One tiếp tục sử dụng quyền challenge của mình. Tỷ số lúc này đang là 19 nghiêng về Hisamitsu. Chúng ta dừng lại. Các vận động viên của Hisamitsu đã phạm lỗi hay chưa? Như vậy là chân của vận động viên bên phía Hisamitsu chưa hề dẫm vạch. Lần challenge không thành công của Sports Center One. Hisamitsu Spring là đội bóng xếp thứ 3 ở giải V-League Quốc gia Nhật Bản mùa giải trước. Võ không lạ gì Thanh Thúy cả. Vận động viên thi đấu cho PSV Lucas. Thanh Thúy. Điểm cho Sports Center One 10-11. Trong tổng số 39 điểm ghi được ở trận đấu trước,
thì trong đó có 35 điểm đến từ những tình huống tấn công của Thanh Thúy, 3 tình huống chắn ghi điểm và có 2 pha bóng ăn điểm. Khánh Đăng Kiều Trinh, bóng trong sân, tình huống tấn công rất tốt của Hoàng Thị Kiều Trinh. 11 đều. Sau trận đấu ra quân với Paikan thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có chia sẻ với phóng viên chúng tôi rằng Kiều Trinh là vị trí chưa có được một trạng thái thi đấu tốt nhất và có phần hơi lệch so với đội hình, nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy Kiều Trinh đã trở lại. Tiếng ghi điểm của Nakajima ở vị trí số 4, 12-11 cho Isamitsu Spring. Mang đến đội hình ở giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á lần này thì Isamitsu Spring không có được những cái tên tốt nhất. Rất nhiều những vận viên của họ tập trung cho đội tuyển Nhật Bản. Điểm cho Sports Center 1 12 đều. Điểm số lúc này đang là cân bằng. Một phát bóng của Trần Thị Thanh Thúy. Nakajima, bóng ngoài, điểm cho Sports Center 1, 13-12. Ở trận đấu trước với Kingway Taipei thì số 21 Nakajima, chủ công của Hisamitsu, ghi được 17 điểm, nhiều thứ hai trong đội, chỉ sau Fukazawa mà thôi. Đường một không tốt, cơ hội thêm một điểm nữa cho Sports Center 1, 14-12. Sẽ có hội ý. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý trên lưới rất hay của Nguyệt Anh. Ngày hôm nay Nguyệt Anh được vào sân thay thế cho Tú Linh để thi đấu ngay từ đầu. Dẫn dắt Hisamitsu Spring ở giải đấu này vẫn là huấn luyện viên Shinko Sakai, người đã dẫn dắt đội bóng từ năm 2016 đến nay, là cựu thành viên của câu lạc bộ Sakai và đã từng thi đấu cho đội bóng này khi còn là vận động viên. Hai cái tên nổi bật nhất của Hisamitsu Spring ở giải đấu lần này vẫn chưa xuất hiện trong trận đấu ngày hôm nay với Sports Center 1, đó là Otake Ryo và Sakai Irika. Tình huống phát bóng ra ngoài của Thanh Thúy. 13-14 cho Hisamitsu. Tấn công của Bích Thủy, bóng ngoài, điểm cho Sports Center 1, 15-13. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp trước đó của Lâm Oanh và Bích Thủy, nhưng các vận động viên của Isamitsu đã không thể tận dụng được cơ hội trên lưới. Sự thay đổi người, như vậy là Tú Linh sẽ được thu vào sân, một trong những vận động viên hay nhất của Sports Center 1 ở trận đấu với Paikan. Tú Linh phát bóng. Chuyền hai không tốt. Điểm cho Sports Center 1, 16-13. Cố ý lần hai trong set đấu đầu tiên. Chúng ta đã có được một sự thay đổi nhân sự, đó là việc Tú Linh được vào sân. Hy vọng rằng bước một của chúng ta sẽ được cải thiện khi có sự có mặt của Tú Linh. Rất đông các cổ động viên đang có mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc
để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Đây là trận đấu thứ 3, cũng là trận đấu cuối cùng ở ngày thi đấu thứ 3 của giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á. Ở những trận đấu trước đó thì Liêu Ninh Đông Hùa đã giành chiến thắng 3-0 trước An Tây ở bảng B. Và cũng một trận đấu khác ở bảng B thì Hiệp Hình nhận thêm một thất bại với tỷ số 1-3 sau 4 set trước Kusum của Mông Cổ. Tiếp tục sẽ là lượt phát bóng của Tú Linh. Và tấn công rất tốt. Điểm cho Hisamitsu Spring 14-16. Điểm mạnh của Hisamitsu Spring đó là kỹ năng phòng thủ cũng như bắt đối một, cùng với đó là những pha dứt điểm trên lưới rất nhanh. Lâm Oanh, Kiều Trinh, thêm một pha phối hợp tốt nữa giữa Lâm Oanh và Kiều Trinh, dù Lâm Oanh không có được một tỷ lệ chuyền hai thuận lợi nhất. 17-14 cho Sports Center One. Vừa rồi thì hàng chắn của Hisamitsu đã không kịp bật nhảy để phòng thủ phát dứt điểm ở vị trí số 2 của Kiều Trinh. Cách biệt lúc này là 3 điểm. Vẫn là một pha phát bóng tấn công của Kiều Trinh. Rất căng. Khánh Đăng đã không thể khống chế được tình huống tấn công vừa rồi. 15-17 cho Hisamitsu. Hisamitsu Spring chỉ mang đến Việt Nam lần này 11 vận động viên. Và đa phần là những vận động viên trẻ, sinh năm 1998 đến năm 2004. Chỉ có hai cái tên nổi bật nhất, đó chính là đội trưởng phụ công Otake Ryo và chuyền hai Sakai Irika. Kiều Trinh, Lâm Oanh, Nguyễn Anh, sự phối hợp của các vận động viên thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Thông tin. Người ghi điểm cho Hisamitsu đó là Hamamatsu Asuka, phụ công màu số 4. Rất tốt, có ghi điểm của Lý Thị Luyên. 18-16 cho Sports Center One. Chúng ta đang có cơ hội để chiến thắng ở trong set đấu này. Một chân sau đầu rất hợp lý và chuẩn xác đến từ Lý Thị Luyến, vận động viên ghi nhiều điểm thứ 3 của Sports Center One ở trận đấu đầu tiên gặp Paikan. Đụng một rất vừa vặn đến từ Hisamitsu, và đó là cơ hội để số 17 chủ công Kitamado Ayane ghi điểm. Vận động viên sinh năm 2004 bên phía Hisamitsu Spring. Đội một không tốt của Khánh Đàng, rất đáng tiếc. Cần phải có những điều chỉnh với bước một với Sports Center One. Rất đáng tiếc cho các cô gái của chúng ta. Bây giờ thì tỷ số ở set đầu tiên đã được san bằng 18 đều rồi. Tiếp tục là tình huống phát bóng của Kitamado. Lâm Oanh, Lý Thị Luyến, rất hay. Điểm cho Sports Center One. 19-18. Tình huống tấn công nhanh của các vận động viên Việt Nam. Rất chủ động. Dù cho số 21 Nakajima đã bắt bài được pha phối hợp của Sports Center One nhưng không thể bắn chắn thành công với Lý Thị Luyến. Như vậy là thời điểm này thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tung vào sân chuyền hai Kim Thoa. Kim Thoa sẽ thay thế cho Lâm Oanh. Bây giờ thì chúng ta lại chờ đợi sự kết hợp giữa Kim Thoa và Thanh Thúy, những vận động viên thuộc biên chế của VTV Bình Điền Long An. Bám chắn tốt, điểm cho Sports Center One. 20-18. Cách biệt lại là 2 điểm.
Vừa rồi là tình huống bàn chắn thành công của Bích Thủy. Như vậy là Kim Thoa vào sân để tạm thay thế cho Khánh Đăng. Và Lâm Oanh vẫn đang xuất hiện ở trên sân vào lúc này. Chúng ta cần cải thiện khâu bước 1, đó điều quan trọng nhất, luôn là điểm yếu của các đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Có lẽ là ở trong set đấu thứ hai thì huấn luyện viên của Hisamitsu Spring đó là Shinko Sakai sẽ tung vào sân hai vận động viên chủ chốt của mình, đó là phụ công Utake Ryo và chuyền hai Sakai Erika. Xử lý sau vạch 3m. Người vừa phòng thủ rất nhanh đó là Thanh Thúy. Thanh Thúy bắn chắn, bóng trong sân. Thêm một điểm nữa cho Sport Center One. Chúng ta một lần nữa thấy được sự toàn diện của Thanh Thúy. 21-18. Why? Ở trận đấu với Paikan thì Thanh Thúy đã có được 2 điểm đến từ những pha block. Tình huống chắn thành công. Kim Thoa. Và kết thúc một chân sau đầu rất tốt của vận động viên bên phía Hisamitsu đó là Hamamatsu Asuka. Lần này thì Thanh Thúy không thể theo kịp. Đập trên chắn của Hamamatsu, vận động viên đầu quân cho Hisamitsu từ năm 2016 đến nay. Và đã có được 3 chức vô địch quốc gia Nhật Bản cùng với Hisamitsu. Đội bóng tốt của Khánh Đăng. Và tiếp tục là Thanh Thúy. Tuyệt vời, 22-19 cho Sport Center One. Pha tấn công sở trường của Thanh Thúy ở vị trí số 4. Không kịp bật nhảy với hàng chắn của Hisamitsu Spring. Cách biệt lúc này là 3 điểm. Lâm Oanh phát bóng cho Sport Center One. Được một rất tốt phía đội bạn Khánh Đăng. Thanh Thúy tuyệt vời, lại là một pha bẻ bóng lách chắn nữa của Thanh Thúy. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xuất sắc của Thanh Thúy vào thời điểm này. Quá hay, bẻ cổ tay rất dẻo. 23-19 rồi. Chúng ta thấy được Khánh Đăng đã phòng thủ hay đến như thế nào. Tuyệt vời. Bích Thủy. Lâm Oanh. Thanh Thúy. Thêm một điểm nữa cho Sport Center One. 24-19. Và set point cho các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta đang ở rất gần với chiến thắng trong set 1. Lâm Oanh và cuối cùng là Thanh Thúy. Tình huống xử lý đơn giản. Lâm Oanh phòng thủ tốt và nhảy chuyền của Khánh Đăng. Bóng vẫn còn. Khi Samisu có khả năng phòng ngự tuyệt vời. Quá đáng tiếc cho pha xử lý vừa rồi. Và phối hợp giữa Lâm Oanh và Bích Thủy. Đường chuyền không thực sự vừa tầm với pha bật nhảy của Bích Thủy đến từ Lâm Oanh. 20-24. Khi Hisamitsu Spring đã cứu được một set point, nhưng cơ hội vẫn đang nằm trong tay chúng ta. Và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ hội ý. Vừa nghe những lời chỉ đạo chiến thuật đến từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, và chúng ta sẽ cùng xem là
liệu tình huống dàn xếp này có thành công hay không. Bước một là quan trọng nhất. Không được rồi. Bóng ngoài và điểm cho Sports Center One. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One đã có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên trước Isamitsu Springs với điểm số là 25-20. Một set đấu tuyệt vời của các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ hai. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi trận đấu ở bảng A trong khuôn khổ giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 cúp VTV Cup. Màn so tài cực kỳ hấp dẫn giữa đội bóng chuyền nữ Việt Nam với tên gọi Sports Center One và Hisamitsu Spring, một cái tên giàu thành tích của bóng chuyền Nhật Bản. Trong set 1, Sports Center One của Việt Nam đã giành chiến thắng với điểm số 25-20, và theo những con số thống kê thì chúng ta vượt trội ở mọi chỉ số, gần như là vậy. Tấn công ghi điểm là 17 điểm, có 3 tình huống chắn điểm thành công, và chỉ có một thông số duy nhất mà chúng ta thua Hisamitsu Spring, đó là phát bóng ăn điểm. Sports Center One không có được một tình huống phát bóng ăn điểm nào, trong khi đội bạn có một tình huống phát bóng ghi điểm. Nhìn chung, set 1 là một set đấu tuyệt vời của Sports Center One. Chúng ta đã có được những sự thay đổi vào thời điểm cần thiết đến từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, khi Tú Linh được vào sân, Kim Thoa cũng vào sân. Và bây giờ chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai. Sports Center One, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trang phục màu đỏ, Lâm Oanh là người phát bóng đầu tiên. Ở trong set 1 thì Hisamitsu Spring cũng không đưa vào sân hai vận động viên quan trọng nhất của họ, hai vận động viên tên tuổi của bóng chuyền Nhật Bản, đó là phụ công Otake Ryo sinh năm 1993 và chuyền hai Sakaike Erika. Ở set đấu thứ hai này thì libero của Sports Center One vẫn là Khánh Đạt, người được trao cơ hội thi đấu ngay từ đầu ngày hôm nay.
khác với trường hợp ở trận đấu gặp Paikan khi Sports Center One sử dụng libero Thanh Liên. Trọng tài 1 điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Hồng Kông Trung Quốc và trọng tài 2 là trọng tài người Thái Lan. Lúc này thì set đấu thứ 2 vẫn chưa thể bắt đầu. Chúng ta có thể thấy là nhà thi đấu Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ở thời điểm hiện tại gần như không còn một chỗ trống. Đã có một cơn sốt vé trước trận đấu ngày hôm nay, trận đấu giữa đại diện của Nhật Bản và Việt Nam. Đến lúc này thì set đấu thứ 2 vẫn chưa thể bắt đầu vì một lý do kỹ thuật nào đó chúng tôi sẽ cập nhật sau. Ở set đầu tiên, bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One với các thành viên của đội tuyển quốc gia đã giành chiến thắng với điểm số 25-20 trước Hisamitsu Spring. Đã có những thời điểm chúng ta để cho Hisamitsu dẫn điểm trước, nhưng cuối cùng sự bình tĩnh và những điều chỉnh kịp thời của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã giúp cho các cô gái của chúng ta giành chiến thắng chung cuộc trong set đấu đầu tiên. Điểm số đầu tiên cho Sports Center One ở set đấu thứ hai. Tiếp tục là Lâm Oanh phát bóng. Một tấn công ở vị trí số 2 rất căng của chủ công bên phía Samisu. Pha xử lý của Thanh Thúy. Lần này đi chuyền hai của Hisamitsu đã lưu chuyển bóng sang vị trí số 4 và đã có điểm cho đại diện đến từ Nhật Bản 1-1. Đội chạm lưới, người phát bóng tiếp theo cho Hisamitsu đó là Nakajima. Thanh Thúy, bóng ngoài rất đáng tiếc, tấn công ở vị trí số 4 của Trần Thị Thanh Thúy. Sẽ có challenge đến từ Sports Center One. Ở trong set 1 thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã một lần challenge thành công. Và chúng ta cùng chờ xem là liệu tình huống vừa rồi bóng đã chạm chắn bên phía Samisu Spring hay chưa. Từ những tấn công của Trần Thị Thanh Thúy. Ở PFU Bluecast thì Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công, không phải sở trường. Và ngày hôm nay khi trở về với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì Thanh Thúy được thi đấu ở vị trí sở trường của mình là chủ công. Chưa hề có tình huống chạm trán. Và đó là lần challenge không thành công của Sports Center One. Ở trong set đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Shingo Sakai đã tung vào sân chuyền hai Sakai Ikeda. Điểm cho Sports Center One 2-2. Như vậy là chúng ta đang được chứng kiến một vận động viên đẳng cấp của Nhật Bản, đó là Sakae Erika, chuyền hai sinh năm 1991 của Hisamitsu Spring xuất hiện trên sân. Vận động viên rất đẳng cấp của Nhật Bản. Và phát bóng tốt của Thanh Thúy. Không được rồi. Đội phòng thủ hàng sau của Lâm Oanh không thành công. Điểm 3-2 cho Hisamitsu Spring. Người ghi điểm đó là Yoshitake Mika. Người phát bóng tiếp theo đó là Araki Ayaka. Tình phát bóng rất khó chịu. Đội một tốt của Nguyệt Anh. Kiều Trinh chưa có điểm cho Sports Center One. Bỏ nhỏ không thành công. Khánh Đăng, Nguyệt Anh không thể chiến thắng được hàng chắn của Hisamitsu Spring. Rõ ràng là ngoài Thanh Thúy ra thì các vận động viên còn lại của Sports Center One vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong tình huống tấn công trước hàng chắn xuất sắc đến từ Nhật Bản. Tin không vui cho Sports Center One cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi Bích Tuyền không thể tham dự. Chúng ta không được chứng kiến hai cầu công Thanh Thúy và Bích Tuyền xuất hiện trên sân. Đội bạn chắn quá hay. Nguyễn Anh, Lâm Oanh, Thanh Thúy.
Một pha tấn công cực mạnh sau vạch 3m của Thanh Thúy. Khánh Đăng, Lâm Oanh, không được, bóng không qua lưới, điểm cho Hisamitsu Spring, rất đáng tiếc. 5-2, biệt 3 điểm cho đại diện đội Nhật Bản. Trước đó thì Bích Thủy đã có tình huống di chuyển lừa chắn, nhưng cuối cùng thì Kiều Trình lại không thể kết thúc được. Phụ công Araki Ayaka phát bóng. Chúng ta cần một điểm số vào lúc này. Bóng vẫn còn. Kiều Trinh. Điểm cho Sport Center One. 3-5. Không, trọng tài xác định đó là lỗi bên phía các cô gái Việt Nam. Và thêm một điểm số nữa cho Hisamitsu Spring. 6-2, cách biệt là 4 điểm vào lúc này. Rất khó khăn cho chúng ta ở trong trận đấu thứ hai, khi mà chuyền hai đẳng cấp người Nhật Bản đã vào sân, đó là Sakai Erika. Erika bám chắn tốt. Kiều Trinh, điểm cho Sport Center One. Rất may mắn, chúng ta đã có điểm. 3-6. Điểm số sốc lại tinh thần vào lúc này. Đó là cái kết thúc khôn ngoan của Kiều Trinh, khi không thể tung ra một tình huống vào đà tấn công. Erika, tình huống phối hợp không tốt của Hisamitsu Spring. Điểm cho Sport Center One. 4-6. Erika có tình huống phối hợp với Hamamatsu, cũng là những vận động viên rất hiểu nhau trong 5 năm qua của Hisamitsu Spring. Erika, điểm cho Hisamitsu Spring. 7-4. Chuyền hai Sake Erika, năm nay 31 tuổi. Trước khi gia nhập Hisamitsu Spring thì Trang người Nhật Bản từng có 5 năm gắn bó với câu lạc bộ Denso Adibis, câu lạc bộ cũ của Thanh Thúy. Rất tốt, Lý Thị Luyến. 5-7 cho Sport Center One. Tình huống phối hợp tấn công nhanh, và người kết thúc cuối cùng đó là Lý Thị Luyến. Chúng ta đang có hai vận động viên có chiều cao 1m90, trên 1m90 lúc này trên sân. Bóng ngoài, cách biệt đã được rút ngắn xuống chỉ còn một điểm. Tình huống kết thúc lách chắn ra ngoài rất đáng tiếc của Hisamitsu Spring, nhưng đó là cơ hội để chúng ta san bằng được cách biệt vào lúc này. Rất căng, một pha bóng của Kiều Trinh. Bối nhỏ, Khánh Đăng đã nhoài người cứu bóng. Thiếu chắn. Không được rồi. Đội bạn có lực đánh quá tốt. Muốn kết thúc ở vị trí số 4. Lần lưu ý đầu tiên trong set đấu thứ hai. Điểm số lúc này đang là 8-6 nghiêng về Hisamitsu Spring. Rõ ràng là sự góp mặt của chuyền hai Sakai Erika vào lúc này trên sân giúp cho cách chơi của Hisamitsu Spring cải thiện rất nhiều. Rất đông các cổ động viên đến theo dõi trận đấu ngày hôm nay giữa Sport Center One và Hisamitsu Spring. Sự
sôi động trên khán đài, hy vọng sẽ tiếp sức cho các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một trận đấu thành công, một trận đấu mà chúng ta phải thắng để nuôi vọng đi tiếp. Đội mùa tốt của Khánh Đăng. Thêm một tình huống phòng thủ hay nữa của Khánh Đăng. Như Quỳnh, Vi Thị Như Quỳnh vừa vào sân. Không được rồi. Bạn xử lý quá hay ở khoảng trống hàng sau của chúng ta. Điểm số cho Jamisu Spring 9-6. Như Quỳnh cũng là một vận động viên xuất sắc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn tỏa sáng của người học trò vận động viên Nguyễn Tuấn Kiệt. 7-9 cho Sports Center One. Vi Thị Như Quỳnh phát bóng. Bật chắn ra ngoài, điểm cho Isamitsu Spring 17. Rất khó để có thể đoán và theo được những đường chuyền hài đến từ Sakai Erika. Ngoài Erika thì Isamitsu Spring cũng mang một trụ cột đến đây nữa, đó là phụ công Otakerio. Điểm cho Sports Center One 80. Bên cạnh những vận động viên quen thuộc của Hisamitsu Spring, những đối thủ của Thanh Thúy tại Nhật Bản trong mùa áo PF Lucas, thì ngày hôm nay Thanh Thúy cũng gặp lại một người đồng đội cũ, đó chính là phụ công Otakerio, người đã gắn bó 10 năm với câu lạc bộ Denso Arabis. Điểm cho Sports Center One 9-10, nhưng bên phía Isamitsu Spring sẽ sử dụng quyền challenge. Sau hơn 3 năm thì ngày hôm nay Thanh Thúy sẽ gặp lại người đồng đội cũ của mình tại câu lạc bộ Denso Arabis là phụ công Otakerio. Đáng tiếc là số 10 lúc này vẫn chưa vào sân. Thanh Thúy và Otakerio từng là đồng đội của nhau trong màu áo của Denso Arabis vào cuối năm 2019. Như vậy là bóng trong sân. Challenge thành công của Hisamitsu Springs. Hơi đáng tiếc chúng ta khi chưa thể rút ngắn được cách biệt xuống 1 điểm. Và bây giờ thì cách biệt lại tăng lên 3 điểm. Lâm Oanh, Thanh Thúy không qua lưới, điểm cho Hisamitsu Spring. Tình huống cầm lỗi của Thanh Thúy hơi đáng tiếc. Vừa rồi là pha tấn công của Bích Thủy. Thanh Thúy Như Quỳnh cũng là một vận động viên phòng thủ hàng sau rất tốt. Như Quỳnh rất hay, cực kỳ hiểm hóc với pha xử lý vừa rồi của Thanh Thúy. Một hàng sau xuất sắc của Isamitsu Spring cũng không thể phòng ngự ở pha bóng vừa rồi. Libero duy nhất của họ sang Việt Nam lần này đó là Nishimura Minami đã ngoài người hết cỡ rồi. 9-12 cho Sports Center One. Lâm Oanh. Pha tấn công của Nakajima. Bóng rơi xuống sát lưới và quá khó để Lâm Oanh có thể cứu được bóng. 13-9 cho Isamitsu Spring. Vẫn sẽ là chủ công Nakajima Sae, vận động viên 24 tuổi phát bóng. Rất hay. Điều chỉnh tình huống di chuyển chiến thuật và ghi điểm cho Sports Center One 10-13. Đó là cách mà Lâm Oanh điều chỉnh thử vượt với nhau ở Bộ Tư lệnh Thông tin
rất căng. Điểm cho Hisamitsu Spring 14-10. Cách biệt đây là 4 điểm. Chúng ta đang gặp bất lợi ở trong set đấu thứ hai này. Đội bạn đã đưa vào sân, như chúng tôi đã nói, đó là chuyền hai đẳng cấp Sakai Erika. Như Quỳnh. Điểm cho Sports Center 1 11-14. Cách biệt được rút ngắn xuống 3 điểm cho các cô gái của chúng ta. Một không khí hết sức tuyệt vời vào lúc này tại nhà thi đấu Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Phản ứng quá nhanh nhưng vẫn có điểm cho Sports Center 1. Như Quỳnh đã xử lý rất dễ dàng tình huống trên lưới vừa rồi. Bây giờ thì Sports Center 1 đang rút ngắn dần cách biệt. Bóng trong sân, điểm cho Hisamitsu Spring 15-12. Đến thời điểm này của trận đấu thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mới chỉ đưa Tú Linh vào sân ở thời điểm cuối ở set đấu đầu tiên. Như Quỳnh quá hay. Điểm sáng của Sports Center 1. Vì Như Quỳnh vào sân và đang để lại những dấu ấn. Thêm một pha ghi điểm nữa. Và tấn công xuất sắc nữa ở vị trí số 4 của Vì Như Quỳnh. Tekira. Điểm cho Hisamitsu Spring 16-13, lần hội ý thứ hai ở trong set đấu thứ hai này. Cách biệt đang là 3 điểm nghiêng về đại diện của Nhật Bản. Đây là trận đấu duy nhất trong khuôn khổ bảng A ngày hôm nay. Chúng ta có thấy là những chỉ đạo chiến thuật hết sức kỹ càng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho các học trò. Sẽ phải có những điều chỉnh cách chơi. Và bây giờ thì người phát bóng bên phía Hisamitsu Spring là chủ công Kitamado. Cánh đang Lâm Oanh. Như Quỳnh. Thêm một lần thành công nữa của Vi Thị Như Quỳnh. Điểm số thứ 3 của vận động viên 21 tuổi bên phía Sports Center 1. Một làn gió mới trong đội hình của Sports Center 1. Vi Thị Như Quỳnh, người mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rất trọng dụng. Bước một rất vừa vặn. Điểm cho Hisamitsu Spring 17-14. Và cái điểm của Hamamatsu. Sự thay đổi người bên phía Hisamitsu Spring. Và như vậy là vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho đại diện của Nhật Bản ở trận đấu trước với Kiwa Taipei đã vào sân, đó là chủ công Fukazawa Meumi, người gia nhập Hisamitsu Spring ở mùa giải 2021-2022. Đó là một tình huống đánh không qua lưới, rất đáng tiếc cho Lý Thị Luyến. 18-14 cho Hisamitsu.
Fukajawa. Đụng một của Thanh Thúy. Thanh Thúy. Điểm cho Sports Center One 15-18. Chúng ta vẫn đang kiên trì bám đuổi. Người đã tranh chấp trên lưới với Thanh Thúy trong tình huống vừa rồi đó là truyền hay Sakae Erika, người chỉ có chiều cao 1m68. Kim Thoa đã được tung vào sân. Vẫn là cách thay đổi người quen thuộc của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giống như set 1. Kim Thoa thay cho Khánh Đăng. Bóng ngoài. Điểm cho Sports Center One 16-18. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Một pha tấn công ra ngoài ở vị trí số 2 của Hisabitsu Spring. Challenge sai bên phía Hisabitsu. Chúng ta cùng xem các vận động viên của Sports Center One có vi phạm lỗi chạm lưới hay không. Người nhìn lên bàn chắn ở tình huống vừa rồi vậy như là Thanh Thúy. Ở trong set đấu thứ hai này thì đã có một lần mà Hisamitsu Spring challenge thành công. Và bây giờ là lần challenge thứ hai của họ. Những vận động viên được ra sân ở trận đấu trước lúc này vẫn chưa xuất hiện như Thanh Liên, Libero hay phụ công Trà Giang vẫn chưa được tung vào sân. Thay vào đó thì chúng ta thấy được sự xuất hiện của Vi Thị Như Quỳnh, vận động viên trẻ 21 tuổi thi đấu rất hay kể từ khi được tung vào sân trong trận đấu thứ hai. Lúc này chúng ta vẫn chưa thể theo dõi lại tình huống tấn công ở vị trí số 2 của các vận động viên bên phía Hisamitsu Spring. Đại diện của Nhật Bản cho rằng hàng chắn của Sports Center One đã mắc lỗi trên lưới. Lúc này thì huấn luyện viên Shinko Sakai đã tung vào sân vận động viên ghi nhiều điểm nhất ở trận đấu với Kingwa Taipei, đó là Fukajawa với 20 điểm ghi được, trong đó có 18 tình huống ăn điểm tấn công, một pha phát bóng ăn điểm và một tình huống chạm bóng thành công. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã có được những tình huống ghi điểm với số lượng rất lớn đến từ Thanh Thúy. Đây là tình huống challenge dài và như vậy là các cô gái của chúng ta đã mắc lỗi trên lưới rồi. Thêm một lần cứu lại thành công của Hisamitsu Springs. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có vẻ như muốn challenge sai. Chúng ta cũng mới chỉ được xem một lần duy nhất tình huống quay chậm thôi. Quyết định của trọng tài đã đưa ra. Trọng tài 1 ở trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Hồng Kông Trung Quốc và trọng tài 2 là trọng tài người Thái Lan. Trận đấu đang bị gián đoạn với những tình huống tranh chấp như challenge dài. Cả Thanh Thúy và huấn luyện viên Tuấn Kiệt đều cho rằng tình huống vừa rồi chúng ta không chạm lưới. Đây sẽ là tình huống quay chậm. Và ở góc quay này thì có vẻ như là Thanh Thúy cũng như Bích Thủy đều chưa chạm lưới ở tình huống vừa rồi. Quyết định đã được đưa ra và điểm số thuộc về Hisamitsu Spring. Người phát bóng tiếp theo đó là truyền hai Erika.
Erika. Đường một tốt của Khánh Đàng. Chúng ta cần phải thi đấu tập trung hơn. Sau tình huống video challenge vừa rồi thì có vẻ như các vận động viên của Sport Center One mất đi sự tập trung. Cách biệt lúc này đã là 5 điểm. Thêm một điểm nữa cho Hisamitsu Spring. 21-15. Khoảng cách là 6 điểm. Erika. Thanh Thúy. Lâm Oanh. Như Quỳnh. Tuyệt vời, Vi Thị Như Quỳnh một pha tấn công sau vạch 3m, sở trường của Vi Thị Như Quỳnh. 16-21. Như Quỳnh chính là điểm sáng của Sports Center One trong set đấu thứ hai này. Erika. Và ghi điểm của Nakajima. 22-16 cho Hisamitsu Spring. Khoảng cách lúc này là 6 điểm. Bước một tốt. Thanh Thúy. Bóng vẫn còn. Khánh Đàng. Tuyệt vời, nhưng sau đó đáng tiếc là tình huống bước 2 của các vận động viên Việt Nam không tốt. 23-16 cho Hisamitsu Spring. Bích Thủy và Kiều Trinh đã không hợp ý. Bích Thủy chạm bóng trong tình huống mà Kiều Trinh hoàn toàn có thể xử lý được. Chúng ta cùng trở lại với những diễn biến ở trận đấu thứ hai. Lúc này thì Sports Center One đang gặp khó khăn trước Hisamitsu Spring. Khoảng cách điểm tương đối sâu. Nakajima Sae phát bóng. Đội 1 của Như Quỳnh. Lâm Oanh. Erika. Cú tốt giữa Erika và phụ công số 20 Kiyayaka. Vận động viên sở hữu chiều cao 1m84. Trên sân lúc này thì phụ công Cha Giang bên phía Sports Center One đã xuất hiện. Điểm set point cho Hisamitsu. 17-24 điểm cho Sports Center One. Tấn công trên lưới ở vị trí số 3 tốt của Hoàng Thị Kiều Trinh. Phát bóng ra ngoài. Như vậy là Hisamitsu Spring đã có được chiến thắng ở trong set đấu thứ hai, để qua đó cân bằng tỷ số 1 đều sau 2 set với Sports Center One. Một set đấu mà các vận viên chúng ta mắc khá nhiều lỗi. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị.
Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với nhà thi đấu Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi trận đấu trong khuôn khổ bảng A giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 cúp VTV Cup. Màn so tài giữa Sports Center One và Hisamitsu Spring. Sau 2 set tỷ số đã là 1-1. Bây giờ sẽ là những diễn biến ở set đấu thứ 3. Trong set đấu thứ 2 vừa qua thì đại diện của Nhật Bản đã tung vào sân vận động viên chuyền hai đẳng cấp của mình, đó là Sakae Rika, và điều đó khiến cho lối chơi của họ trở nên thanh toán hơn rất nhiều và hiệu quả hơn. Lâm Oanh, bóng bật chắn ra ngoài, điểm cho Sports Center One. Một tấn công ở vị trí số 2 của Kiều Trinh. 1-0. Lúc này trên bảng xếp hạng tại bảng A sau lượt trận đầu tiên thì Sports Center One có được 2 điểm sau chiến thắng 3-2 trước Paykan Tehran của Iran. Trong khi đó Hisamitsu có được 1 điểm sau thất bại 2-3 trước Kiwai Taipei. Bởi vậy mà cuộc đối đầu ngày hôm nay là rất quan trọng. Sẽ có challenge này trong set đấu thứ hai thì đại diện của Nhật Bản Hisamitsu đã có 2 lần thủ đoạn thành công. Trong thành phần đội hình của Hisamitsu Spring mang sang Việt Nam lần này có 11 vận động viên. Và chỉ 2 trong số đó là những gương mặt quen thuộc, những tuyển thủ quốc gia của Nhật Bản. Còn lại là những vận động viên trẻ thì cũng rất tài năng và xuất sắc của bóng chuyền Nhật Bản, với độ tuổi từ 18 đến 24. Bám chắn thành công, 2-1 cho Hisamitsu. Ở trong set đấu thứ 3 thì phụ công Trà Giang đã được vào sân thay thế cho Bích Thủy. Nakajima, điểm cho Sports Center One, 2-2. Cả hai điểm số ở set đấu thứ 3 đầu tiên của Sports Center One đều được ghi bởi Kiều Trinh. Lưới trên lưới của hàng chắn bên phía Hisamitsu Springs. Trà Giang phát bóng. Đã khá lâu rồi thì chúng ta mới thấy Trà Giang xuất hiện trong thành phần của đội tuyển. Bóng trong sân, rất hiểm hóc, 3-2 cho Hisamitsu Springs. Người vừa ghi điểm đó là đối chuyền Yoshitake Mika. Phụ công Araki Ayaka phát bóng. Đội 1 của Lý Thị Luyến. Thanh Thúy, 3-3 cho Sports Center One. Điểm số đây là sân bằng. Một tình huống tấn công xuất sắc của Thanh Thúy, vị trí số 4 quen thuộc. Bên phía Hisamitsu Spring tiếp tục sử dụng quyền challenge side, cho rằng bóng đã ngoài. Trong sân rất rõ ràng nhưng không hiểu sao Hisamitsu Spring, các thành viên bảo luyện lại quyết định sử dụng quyền challenge của mình, hơi lãng phí. Lần cứu lại không thành công của Hisamitsu Spring. Phát bóng ra ngoài của Kiều Trinh, 4-3 cho Hisamitsu.
cú phá bóng tấn công rất mạnh. Đội bóng sau vạch 3m. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Điểm cho Sport Center One 4-1. Đây cũng là một hành động rất khác lạ của các vận động viên bên phía Samsung Spring. Ý thức rất cao. Ngay sau tình huống đồng đội Nam Busan thì các vận động viên của họ đã lập tức lau sàn. Bóng bật chắn ra ngoài, điểm cho Isamisu 5-4. Người đã thực hiện pha tấn công vừa rồi đó là chủ công Kitamado Ayane. Kitamado phát bóng. Chủ công năm nay mới 19 tuổi. Rất tốt. Lý Thị Luyến di chuyển lừa trắng và sau đó Như Quỳnh ghi điểm. 5-1 cho Sport Center One. Đây là một trận đấu mà Lâm Oanh cho thấy được sự ổn định hơn so với màn ra quân của Sport Center One gặp Paikan. Bám chắn thành công. Tình huống chắn đôi của Lâm Oanh và Trà Giang. 6-5 cho Sport Center One. Đó là một tình huống tấn công lách chắn của Nakajima nhưng Lâm Oanh đã bám chắn rất sát và có điểm cho Sport Center One. Lý Thị Luyến phát bóng. Tuyệt vời! Tiếp tục là một tình huống bám chắn thành công của Sport Center One. Lần này là tình huống chắn đôi của Trà Giang và Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh là người đã ghi điểm. 7-5 cho Sport Center One, 3 điểm liên tiếp. Chúng ta cần phải phát huy được lợi thế này về mặt tinh thần. Rất nhẹ nhàng. Đẳng cấp của truyền 2 Sakai Erika. Dấu tay truyền và tạo điều kiện rất tốt để người đồng đội nhiều năm của mình đó là Hamamatsu Asuka ghi điểm. Lâm Oanh, Như Quỳnh, tuyệt vời! Chúng ta tiếp tục phải dành lời khen cho Vi Thị Như Quỳnh, một pha tấn công ghi điểm ở vị trí số 4. 8-6 cho Sport Center One, lần hội ý đầu tiên ở trận đấu thứ 3. Khi mà hàng chắn đối phương quá tập trung vào Thanh Thúy, thì Như Quỳnh đã tỏa sáng, cú đập trên chắn của Vi Thị Như Quỳnh. Chúng ta cùng trở lại với những diễn biến ở trận đấu thứ 3. Trận đấu trong khu vực bảng A giữa Sport Center One và Isamitsu Spring. Lúc này điểm số đang là 8-6 nghiêng về Sport Center One. Lâm Oanh phát bóng cho đội Việt Nam. Bóng ngoài. Chưa hề chạm trán, điểm cho Sport Center One. 9-6. Tình huống xử lý hỏng của số 20 phụ công Araki Ayaka. Tiếp tục là lưới phao pha bóng của Lâm Oanh. Rất tốt. Khả năng phòng thủ tuyệt vời của cánh đào. Erika đánh hai chuyền và đã có điểm cho Isamitsu Spring. 7-9.
kinh nghiệm của chuyền hai Sakai Erika. Huấn luyện viên năm nay 31 tuổi bên phía Hisamitsu Spring. Người đã từng giành 4 chức vô địch quốc gia Nhật Bản cùng đội bóng. Không thể cứu bóng thành công, thêm một điểm nữa cho Hisamitsu. 8-9. Như vậy là cái biên lúc này chỉ còn là một điểm thôi. Nỗ lực cứu bóng của Trần Thị Thanh Thúy. Ba điểm liên tiếp và Hisamitsu Spring đã sang bằng điểm số 9 đều. Rất đáng tiếc cho Sport Center One, chúng ta đã để mất những điểm số liên tiếp. Erika. Đội một không tốt của Thanh Thúy. Cơ hội. Đã có điểm cho Sport Center One. Và tiếp tục là Vi Thị Như Quỳnh ghi điểm. Như Quỳnh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm để thực hiện những tình huống ghi điểm nhanh, tận dụng sai lầm của đối phương. 19. Erika. Tỷ số được san bằng 10 đều. Vừa rồi thì Kiều Trinh đã sẵn sàng để bắt chắn với Nakajima, nhưng chuyền hai Erika đã chuyển hướng với một tình huống chuyển sang vị trí số 2 rất nhanh. Điểm cho Sport Center One. 11-10. Đó là Thanh Thúy. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công sở trường của Thanh Thúy. Vị trí số 4. Ngày hôm nay thì libero của Hisamitsu là Nishimura Minami, thi đấu rất bền bỉ và lăn xả. Hơi đáng tiếc tình huống bám chắn vừa rồi. 11 đều cho Hisamitsu. Phụ công Araki phát bóng. Vẫn có điểm cho Việt Nam. Tình huống ghi điểm của Kiều Trinh. 12-11 cho Sport Center One. Những tình huống tranh chấp trên lưới của Kiều Trinh ngày hôm nay rất hiệu quả. Bàn chắn thành công với pha xử lý trên lưới của số 4 bên phía Hisamitsu, Hamamatsu Asuka. Và sau đó thì Kiều Trinh lại phòng tấn công lỗi. Điểm 12 đều cho Hisamitsu. Các cổ động viên đang có mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc lúc này đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Sport Center One. Lâm Oanh. Thanh Thúy. Bóng đã sang phần sân của đội bạn. Điểm 13-12 cho Sport Center One. Sự thay đổi người bên phía Hisamitsu. Số 13 đối chuyền Shirasawa Kari vào sân. Thanh Thúy phát bóng cho Sport Center One. Bám chắn tốt. Lâm Oanh và Lý Thị Luyến. 14-12 cho Sport Center One. Đó là điều chúng ta cần ở Lý Thị Luyến. Trên sân lúc này thì Sport Center One đang có hai vận động viên sở hữu chiều cao trên 1m90 là Thanh Thúy và Lý Thị Luyến. Chủ công Kitamado Ayane là người đã đánh hỏng vị trí số 4 cho pháo vừa rồi.
Một không khí hết sức sôi động lúc này tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc, nơi đã gần như không còn một chỗ trống. Điểm cho Isamitsu 13-14. Cách biệt lúc này chỉ là một điểm thôi. Bước một tốt của Khánh Đăng. Như Quỳnh, Nakashima điều chỉnh phòng thủ hay. Như Quỳnh, bóng trong sân, điểm cho Sports Center One 15-13. Một điểm rơi có thể nói là cực kỳ hiểm hóc và vạch cuối sân, quá khó cho hàng sau của Isamitsu Springs. Libero của họ đó là số 24 Nishimura Minami đã chủ động bỏ bóng và cũng không theo được tình huống vừa rồi. Và kết thúc một trận giao đấu bóng trong sân 14-15 cho Isamitsu. Chúng ta cùng xem lại một pha bóng được thấy rất hay của số 4 phụ công Hamamatsu Asuka. Bước một không tốt. Trà Giang theo chắn. Thanh Thúy tuyệt vời. Rất hay, Lâm Oanh đã có tình huống tranh chấp tốt. Lâm Oanh, Như Quỳnh, đội bạn phòng thủ rất chắc. Như Quỳnh vẫn chưa có điểm cho Sports Center One. Nakajima, Khánh Đăng phòng thủ tốt. Thanh Thúy, Nakajima, Trà Giang, Lâm Oanh, Kiều Trinh, bóng vẫn còn. Điểm số cuối cùng cũng thuộc về Sports Center One. Một pha bóng bền và chúng ta đã có được một điểm số tuyệt vời, rất quan trọng, 16-14. Bây giờ sẽ là lần lưu ý thứ hai ở trận đấu thứ ba. Chúng ta cùng xem lại tình huống kết thúc cuối cùng của Hoàng Thị Kiều Trinh. Rất căng thẳng. Bây giờ thì cách biệt chúng ta đang có là 2 điểm trước Isamitsu Springs. Một thời điểm quan trọng và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với set đấu thứ 3 mà so tài giữa Sports Center One với lực lượng là các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam. Và đối thủ của chúng ta ngày hôm nay đó là Isamitsu Springs. Lâm Oanh phát bóng, điểm số này đang là 16-14 nhưng về Sports Center One. Thanh Thúy phòng thủ tốt. Erika, Nakajima, bóng vẫn còn, Khánh Đăng tiếp tục là một cơ hội cho Isamitsu. Không qua lưới, điểm cho Sports Center One 17-14. Đội bạn đã có cơ hội rất tốt để triển khai bóng tấn công nhưng cuối cùng thì số 20 đó chính là phụ công Araki Ayaka đã kết thúc hỏng niềm vui của các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam. Isamitsu lại hội ý.
Chúng ta đang có lợi thế cách biệt 3 điểm. Vẫn là lượt bóng của Lâm Oanh. Erika không được rồi. Điểm cho Isamitsu Springs 15-17. Lâm Oanh và Đoàn Thị Xuân, vận động viên mới xuất hiện trên sân lúc này, đều đã không thể cứu được bóng. Như vậy là đối truyền Đoàn Thị Xuân đã có mặt trên sân trong set đấu thứ 3. Đúng một tốt của Thanh Thủy. Như Quỳnh rất căng. Các vận động viên của Nhật Bản cứu bóng tới cùng nhưng cũng không thể thành công trong pha bóng như vừa rồi. 18-15 cho Sports Center One. Như Quỳnh rất tự tin là đã có điểm. Trận đấu tuyệt vời của Như Quỳnh sau khi được huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt tung vào sân ở set đấu thứ 2. Lâm Oanh, Thanh Thúy. 4 truyền, như vậy là đã có điểm cho Sports Center One. 19-15. Ngày hôm nay Thanh Thúy bị khóa rất chặt nhưng vẫn biết cách để mang về những điểm số quý giá cho Sports Center One. Quá hay. Nakashima. Như vậy là trọng tài xác định bóng vẫn trong sân. Điểm 16-19 cho Isamitsu Springs. Sẽ có challenge dài bên phía Sports Center One. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đứng ở rất gần với tình huống vừa rồi. Và liệu bóng đã ra ngoài hay chưa? Chúng ta đang theo dõi trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa Sports Center One và Isamitsu Springs trong khuôn khổ bảng A của giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 cúp VTV Cup. Tất cả các trận đấu sẽ đều được chúng tôi theo dõi trực tiếp trên On Sport News và các ứng dụng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Challenge dài không thành công. Tỷ số vẫn thuộc về Isamitsu Springs. Đó là tình huống bóng trong sân. Lâm Oanh, Kiều Trinh, Thanh Thúy đã có điểm cho Sports Center One. 20-16. Vẫn là một cách biệt 4 điểm cho các cô gái của chúng ta. Bóng chặn tay chắn bên phía Isamitsu. Một ngày mà Thanh Thúy bị theo rất sát bởi hàng chắn bên phía Isamitsu. Như vậy là Tú Linh cũng đã vào sân. Một trong những vận động viên hay nhất của chúng ta ở trận ra quân gặp Paikan. Điểm cho Isamitsu 17-20. Đập xuyên chắn của số 17, chủ công Kitamado Ayane bên phía Isamitsu. Có cách 3 điểm nhưng chúng ta vẫn phải rất cẩn trọng và không được phép mắc sai lầm ở thời điểm này. Người phá bóng đó là chủ công Fukazawa Megumi. Lâm Oanh, Kiều Trinh, thêm một điểm nữa cho Sports Center One.
bóng vẫn chạm chắn bên phía Isamisu. Những điểm số thì vẫn thuộc về chúng ta. Mặc dù hàng chắn bên phía đội bạn đã rất nỗ lực, Fukazawa và Araki Ayaka rời sân. Kết biến lúc này vẫn là 4 điểm. Kiều Trinh phát bóng tấn công. Bóng ngoài. Thêm một điểm nữa cho Sports Center One. 22-17. Cái biệt được nâng lên là 5 điểm cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Rất sôi động. Tình huống ghi điểm ở vị trí số 4 của chủ công Kitamado Ayane. 18-22 cho Isamitsu Springs. Vừa rồi thì Lý Thị Luyến di chuyển chậm hơn so với tình huống vào đà tấn công của đối bạn. Đối chuyền Yoshitake Mika phát bóng. Lâm Oanh đánh hai chuyền không thành công. Chúng ta thấy được hàng chắn bên phía Isamisu luôn rất nhanh. Bật nhảy đúng lúc vừa tầm để theo được các tình huống bên phía Sports Center One. Ngày hôm nay Libero Khánh Đàng đang thi đấu rất tròn vai, xuất hiện kể từ đầu trận. Bóng mà ngon nhá, em nhảy lên mà thuận tiện treo được nhá, nhanh sau nhá, chuyển được cái Luyến. Nó ra bắt quý 2 rồi. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt muốn Lâm Oanh xử lý đa dạng hơn. Nếu đội bạn theo quá sát thì hãy tin tưởng Lý Thị Luyến. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem. Sports Center One đang có cơ hội lớn để giành chiến thắng trong trận đấu thứ 3 này. Lâm Oanh, Lý Thị Luyến. Đường chuyền không thực sự vừa tầm với Lý Thị Luyến. Lâm Oanh. Và lần này thì Lý Thị Luyến đã thành công. Niềm tin tiếp tục được trao cho Lý Thị Luyến. Và bộ đôi Lâm Oanh, Lý Luyến đã mang về điểm số tiếp theo cho Sports Center One. Đúng như những gì mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chỉ đạo ở lần hội ý vừa qua. Rất hiệu quả. Các cô gái của đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu thứ 3 này. Trận đấu bản lề. Khá lung tung. Lâm Oanh, Lý Thị Luyến. Điểm cho Sports Center One, set point. Hai điểm liên tiếp của Lý Thị Luyến. 24-19 rồi. Khoảng cách 5 điểm. Rất lớn để chúng ta có được chiến thắng trong trận đấu thứ 3 này. Thái Thúy. Chạm chắn ra ngoài. Điểm cho Isamitsu Springs. 20-24. Trong trận 1 chúng ta đã vượt qua đội bạn với điểm số 25-20. Và hy vọng trận đấu thứ 3 này điểm số đó sẽ được lặp lại. Kitamado. Lâm Oanh. Nakajima. Bóng ngoài. Trọng tài xác định đã chạm trán. 21-24. Luôn có một chiếc khăn nhỏ trong tất của các vận động viên bên phía Isamitsu Springs. Và chiếc khăn đó sẽ được lau sàn khi cần. Đúng là bóng đã chạm tắn Lý Thị Luyến trong tình huống vừa rồi. Đây sẽ là điểm số rất quan trọng của chúng ta, dù cách biệt là 3 điểm. Điều chỉnh Luyến đánh thức, nó bắt đầu đua khó lắm. Để
lên mới tập được. Bật căng lên nha em nhá. Lưu viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang đắm mình vào trận đấu, rất tập trung và không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. 24-21 và đây sẽ là điểm số set point. Lý Thị Luyến tuyệt vời. Các cô gái Việt Nam đã có được chiến thắng trong set đấu thứ 3 với điểm số 25-21 và nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1 trước Isamitsu Springs. Lợi thế dành cho Sports Center One. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ 4. Một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Chào mừng quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với nhà thi đấu Vĩnh Phúc để đến với set đấu thứ tư. Màn so tài vô cùng hấp dẫn ở bảng A giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu 2023 cúp VTV Cup giữa Sports Center One và Hisamitsu Springs. Sau 3 set tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Sports Center One. Chúng ta thắng ở set đầu tiên, thua ở set thứ hai, nhưng sau đó lại vươn lên dẫn trước với một set 3 cực kỳ xuất sắc của Khánh Đăng, của Vi Thị Như Quỳnh và không thể không nhắc đến Lý Thị Luyến nữa cùng các đồng đội. Khánh Đăng phòng thủ tốt, Như Quỳnh đang chắn đôi bạn rất cao, cú đập trên chắn điểm cho Isamitsu Springs 1-0 và ghi điểm của đối chuyền Yoshitake Mika. Chủ công sinh năm 2003 bên phía Isamitsu Springs. Theo những con số thống kê ở trận đấu thứ 3 vừa qua thì chúng ta đã có được 16 điểm tấn công. Và quan trọng nhất là có tình huống 6 điểm đến từ những cú bắn chắn, cú block. Một đều điểm cho Sports Center One. Vi Thị Như Quỳnh phát bóng,
Một trận đấu tuyệt vời của Vi Thị Như Quỳnh. Erika, bóng ngoài, điểm cho Sport Center One. Hai điểm liên tiếp, 2-1. Các vận động viên cũng như ban huấn luyện của Hisamitsu Springs cho rằng bóng đã chạm chắn trong tiếng vừa rồi, và chúng ta cùng xem là tình huống đó bóng đã chạm chắn bên phía Việt Nam hay chưa. Video challenge dài. Chưa hề chạm chắn. Challenge dài không thành công bên phía Hisamitsu Springs. Vẫn là điểm cho Sports Center One, 2-1. Bám chắn tốt. Lần này là tình huống góc thành công của Trần Thị Thanh Thúy. Trong trận đấu trước với Paikan thì Trần Thị Thanh Thúy đã có được hai tình huống block ăn điểm. Sự toàn diện của Thanh Thúy ngày hôm nay thì Thanh Thúy đã bị theo rất sát, bắt bài nhưng luôn có cách để số 3 của chúng ta ghi điểm. Bóng nhỏ rất tinh tế đến từ Yoshitake Mika. 2-3 cho Hisamitsu Springs. Người phát bóng tiếp theo cho Hisamitsu đó là phụ công Araki Ayaka. Bóng ngoài, tình huống bỏ bóng chính xác đến từ đằng sau của libero Khánh Đàng. 4-2 cho Sports Center One. Một chiến thắng ở ngay set đấu này sẽ giúp chúng ta có được thêm 3 điểm. Trà Giang phát bóng. Lâm Oanh, Kiều Trinh, bóng vẫn còn. Kiều Trinh, Lâm Oanh, Lý Thị Luyện, chưa có điểm. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng giành chiến thắng, 5-2 cho Sports Center One. Hai điểm liên tiếp. Người đã bám chắn thành công tình huống này đó là con Kiều Trinh. Một cái chạm vừa đủ để bóng rơi xuống sát lưới. Cách biệt 3 điểm. Tiếp tục là Đinh Thị Trà Giang phát bóng. Và kết thúc ra ngoài ở vị trí số 2. 6-2 cho Sports Center One. Bên phía Hisamitsu Springs sẽ xin tạm dừng trận đấu hội ý. Khởi đầu rất hoàn hảo của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong set đấu thứ tư này. Khi mà tâm lý thoải mái thì chúng ta cũng dễ đánh hơn. Không phụ sự kỳ vọng của các cổ động viên. Cổ động viên theo dõi qua màn ảnh cũng như người có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc ngày hôm nay, Sports Center One thi đấu quá hay. Thanh Thúy, bóng bẻ bóng lách chắn của Thanh Thúy, tấn công sau vạch 3m ghi điểm, 3-6 cho Hisamitsu Springs. Khi thi đấu cho Pebu Lucas tại Nhật Bản thì Thanh Thúy thường gặp rất nhiều khó khăn trước đội 1, đội chính của Hisamitsu Springs. Và thường thì Pebu để thua nhiều hơn là thắng. Điểm cho Sports Center One, 7-3. Và ghi điểm của Thanh Thúy. Chúng ta cùng xem lại. Quá khó cho chuyền hai Erika của Hisamitsu.
Trên hai chỉ cao 1m68 và không thể bám chắn tình huống vừa rồi. Lâm Oanh. Đáng tiếc cho Vi Như Quỳnh. 4-7 cho Isamisu. Như Quỳnh chính là vận động viên chơi hay nhất của Sports Center One trong set đấu thứ 3. Chính xác đó là tình huống kết thúc không qua lưới của Vi Thị Như Quỳnh. Thanh Thúy 8-4 điểm cho Sports Center One, cách biệt 4 điểm. Đây sẽ là lần hội ý đầu tiên ở trong set đấu thứ 4. Lúc này thì phụ công Lý Thị Luyến đã trở lại sân để thay thế cho Đinh Trà Giang. Ngày hôm nay thì Bích Thủy được trao cơ hội ở đường xuất phát, nhưng có vẻ như tốc độ bám chắn cũng như di chuyển thi đấu của Bích Thủy chưa đạt được trạng thái sung sức nhất. Bởi vậy mà trong set đấu thứ 2, set đấu thứ 3 và bây giờ là set đấu thứ 4 thì Bích Thủy không còn xuất hiện nữa. Điểm số lúc này đang là 8-4 nghiêng về Sports Center One. Thanh Thúy phát bóng. Trong sân 5-8 phần điểm của phụ công Hamamatsu Asuka. Asuka phá bóng. Lâm Oanh rất tinh tế. Và đó lại là Lý Thị Luyến. 9-5 cho Sports Center One. Chúng ta đang có một lượt kế cận với những vận động viên xuất sắc điển hình, đó là Lý Thị Luyến. Các vận động viên của Isamisu Springs cũng đã rất nỗ lực để phòng thủ trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù là một hy vọng nhỏ nhoi nhất. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các vận động viên Nhật Bản, nhưng chúng ta đang chơi xuất sắc. Vi Thị Như Quỳnh là người đã bám chắn thành công. Thêm một điểm nữa cho Sports Center One. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trà Giang là người đã di chuyển hơi chậm để theo chắn tình huống vừa rồi, nhưng Vi Như Quỳnh đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Erika. Tiếp một chiều sau đầu của phụ công Araki Ayaka. 6-10 cho Isamisu Springs. Kiều Trinh đã rất nỗ lực nhưng không thể phòng thủ được tình huống vừa rồi. Lúc này thì những vị trí của Lâm Oanh, Kiều Trinh, Thanh Thúy là rất quan trọng và không thể thay thế. Lại là Vi Thị Như Quỳnh. Điểm cho Sports Center One 11-6. Lâm Oanh đưa trái bóng rất vừa tầm với tình huống vào đà của Vi Thị Như Quỳnh. Được lách chắn ghi điểm và nâng cách biệt về điểm số trong set đấu thứ 4 lên 5 điểm. Bám chắn tốt, đó là Như Quỳnh. Lâm Oanh, Như Quỳnh, bóng hơi sát lưới. Khánh Đăng, Lâm Oanh, Kiều Trinh, tuyệt vời. Thêm một điểm nữa cho Sports Center One 12-6. Khi mà sự tập trung đang được dành cho Vi Thị Như Quỳnh thì hàng chắn của Isamisu đã bỏ quên mất Kiều Trinh. Tình huống xử lý nhanh hơn và bật nhảy của hai vận động viên bên phía Isamisu, đó là
Araki Ayaka và Nakajima Sae. Bên phía Isamitsu vừa tạm dừng để hội ý. Lúc này thì chúng ta đang dẫn trước đội bạn 6 điểm. Lâm Oanh là người phát bóng tiếp theo cho Sports Center One. Lâm Oanh. Libero của Isamitsu vừa lăn xả được cú bóng. Kiều Trinh. Điểm cho Sports Center One 13-6. Cách biệt đã được nới rộng đến 7 điểm. Ngày hôm nay các vận động viên của chúng ta thi đấu rất hay. Những mảng miếng chiến thuật tấn công đa dạng hơn. Và bước 1 như bám chắn rất tiến bộ. Tự chặn lưới của hàng chắn bên phía Isamitsu. Người để tay chặn lưới đó là Nakajima Sae. Vẫn còn. Chúng ta cần phải dành lời khen cho Lâm Oanh. Tuyệt vời! Vi Thị Như Quỳnh, trong những vận động viên có lẽ là xuất sắc nhất của Sports Center One ở trận đấu này. Bám chắn thành công. Chúng ta đã lật ngược tình thế. Đầu tiên là những tình huống phòng ngự của Khánh Đàng, của Thanh Thúy, Lâm Oanh và sau đó Như Quỳnh. Block thành công. Tuyệt vời. 14-6 cho Sports Center One. Thanh Thúy. Như Quỳnh. Điểm 10 cho Như Quỳnh. 15-6. Cách biệt bây giờ đã lên tới 9 điểm rồi. Quá hay, quá hấp dẫn. Không xuất hiện ở trận đấu đầu tiên. Chính xác là ở những điểm số cuối cùng, Vi Thị Như Quỳnh đã tạo nên một dấu ấn rất lớn ở màn so tài với Isamitsu. Set 2, set 3 và bây giờ là set đấu thứ 4. Thi đấu quá hay. Điểm cho Isamitsu 7-15. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt luôn đánh giá rất cao Vi Thị Như Quỳnh ở cả cấp câu lạc bộ lẫn trên đội tuyển. Nhưng bây giờ khi trên tuyển, Như Quỳnh cần phải có thời gian để hòa nhập và tập luyện phối hợp ăn ý với các đồng đội. Khi được trao cơ hội thì Như Quỳnh đã thể hiện một cách không thể hoàn hảo hơn đến thời điểm này. Như Quỳnh. Chúng ta đã thấy được sự lợi hại của Vi Thị Như Quỳnh. Pha tấn công ở vị trí số 4 và kể cả những tình huống bám chắn và tấn công sau vạch 3m, Như Quỳnh đều làm tốt. 16-7 là nội ý thứ 2 trong trận đấu thứ 4. Lại làm tình huống tấn công nhanh đập trên chắn nữa và hàng chắn của Isamitsu Springs không kịp bật nhảy. Chúng ta đang có được một lợi thế rất lớn để giành chiến thắng trong trận đấu này. Và thậm chí là một chiến thắng 3-1 đã mang về điểm số tối đa cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong một ngày mà Thanh Thúy gặp lại những đối thủ quen thuộc và gặp rất nhiều khó khăn, thì Vi Thị Như Quỳnh, người đang xuất hiện trên màn chúng ta, là vận động viên hay nhất, người đã nổi lên từ giải đấu cấp độ trẻ trong màu áo của ngành cũng thư trước đây dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và sau đó là Than Quảng Ninh. Trọng tài xác định bóng trong sân, 8-16 cho Isamitsu Springs, vẫn là khoảng cách đến 8 điểm.
Chủ công bên phía Samisu Springs đó là Fukazawa được tung vào sân. Lâm Oanh và thành công của Kiều Trinh. Bám chắn tốt, một chắn đôi của Trà Giang và Kiều Trinh. 17-8 cho các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Sports Center One. Trà Giang và Tú Linh lúc này đã có mặt trên sân. Nguyệt Anh cũng đã có mặt. Thanh Thúy. Vừa rồi thì Tú Linh đã loài người cứu bóng. Đó là một tình huống khó. 9-17 cho Samisu Springs. Một đường bóng lòng tay vừa đủ để rơi vào điểm khó cho hàng sau của Sports Center One không thể phòng ngự được. Đội một tốt của Khánh Đa. Thanh Thúy. Bây giờ thì đến lượt Thanh Thúy lên tiếng trở lại. Và tấn công một số 4 ghi điểm. 18-9 cho Sports Center One. Trận đấu quá nhiều cảm xúc và mang lại sự hứng khởi cho các cổ động viên với tất cả những gì mà Sports Center One thể hiện. Kiều Trinh. Điểm cho Samisu Springs sau pha tấn công vừa rồi của chủ công Kitamado Ayane. Đối truyền Shirasawa Kari cũng đã vào sân bên phía Samisu Springs. Kitamado phát bóng. Đúng một lỗi của Khánh Đa nhưng không sao cả. Điện biên lúc này vẫn đang là rất lớn và cơ hội vẫn còn chúng ta. Đây là một trận đấu mà Khánh Đa cũng đã cải thiện rất nhiều. Những sai sót đã mắc phải trận đấu với Paika và cố gắng trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Hội ý bên phía Sports Center One. Vừa rồi là hai điểm liên tiếp dành cho Samisu Springs. Bây giờ nếu như em muốn truyền cho cái Thúy ấy, là truyền muốn truyền nhanh sau thì em phải hẹn Thúy giật vào đánh cả thu thì sẽ mới một trắng, còn không bây giờ nó bắt đôi đấy. Nếu đấy bây giờ bóng ngon em gọi như thế. Với vai trò một huấn luyện viên thì đương nhiên là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không chỉ hiểu các trò mình mà còn hiểu cả cách ăn chơi của đối thủ nữa. Những điểm số vừa qua thì Thanh Thúy đã bị bàn chắn tương đối sát và bây giờ thì những điều chỉnh của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cho Sports Center One. Thanh Thúy bóng rơi sát lưới và Khánh Đàng đã không thể cứu được. 12-18 cho Samisu Springs. 3 điểm liên tiếp rồi. Quan trọng là các đội viên của chúng ta cần phải có được sự bình tĩnh. Rất tốt. Điểm cho Sports Center One. Điểm số quan trọng lấy lại tinh thần cho chúng ta. 19-12. Chạm trắng và đi ra ngoài. Tình huống kết thúc vị trí số 2 tốt của số 4 phụ công Hamamatsu Asuka bên phía Samisu Springs. Khánh Đàng, Lâm Oanh, Như Quỳnh,
Thêm một điểm nữa cho Sport Center One và thêm một lần nữa Như Quỳnh tỏa sáng. 20-13. Cách biệt là bờ điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Hôm nay Samisu thực sự bất ngờ với những mảng miếng tấn công đa dạng của Việt Nam với những nhân tố mới. Một chân sau đầu ghi điểm. 14-20 cho Samisu Springs. Chuyền hai, Sakai Rika phát bóng cho Hisamitsu Springs. Đích một của Thanh Thúy. Như Quỳnh lấm oanh. Thanh Thúy quá mạnh rồi. 15-20 điểm cho Hisamitsu Springs. Cách biệt đang dần được thu hẹp một chút. Sẽ có challenge dài bên phía Sports Center One. Liệu bóng đã chạm trán hay chưa? Đây sẽ là thời điểm để các vận động viên của chúng ta nghỉ ngơi, sức lại tinh thần. Bóng không hề chạm trắng, còn cách quá xa tay trắng bên phía Samisu Springs. Challenge dài không thành công. Nhưng hy vọng quãng thời gian vừa rồi cũng làm giảm đi sự hưng phấn hiện tại của Samisu. Đội bóng đang cố gắng để thu hẹp khoảng cách. Như Quỳnh. Khánh Đàng tuyệt vời. Như Quỳnh. Điểm cho Sports Center One, 21-15. Có thể nói là đã có những thời khắc lo lắng cho các cổ động viên của bóng chuyền Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì điểm số đã thuộc về chúng ta. Dù vẫn phải chờ sau tình huống challenge sai này. Lỗi chạm lưới, liệu có xuất hiện hay không bên phía Sports Center One. Có tình huống chạm lưới. Rất đáng tiếc. Challenge dài thành công bên phía Hisamitsu Springs. Không, như vậy là điểm số vẫn thuộc về chúng ta. Có lỗi bên phía Hisamitsu Springs trước. Lâm Oanh là người phát bóng. 21-15 và bây giờ chúng ta có cơ hội lớn để giành chiến thắng. 4 điểm nữa thôi. 3 điểm nữa thôi. Vừa rồi thì Trà Giang đã ghi điểm quá nhanh. 22-15 cho Sports Center One. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bước một không tốt của số 17, chủ công Kitamado Ayane. Và đó là cơ hội để Trà Giang ghi điểm. Bóng lại. Thêm một điểm nữa cho Sports Center One. 23-15 rồi. Cách biệt đã là 8 điểm. Tình huống xử lý lỗi của chủ công bên phía Nhật Bản đó là số 20 Araki Ayaka. 2 điểm nữa chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tiếp tục là tình huống bóng ngoài. Match point cho Sports Center One. 24-15. Điểm số đã là 24-15 rồi. Cơ hội rất lớn để chúng ta kết thúc trận đấu này. Một trận đấu khó khăn. Tuyệt vời.
chọn thành công. 25-15, như vậy là Sport Center One đã có được chiến thắng 3-1. Một chiến thắng hoàn hảo trước Nishimitsu Springs. Niềm vui của các cô gái Việt Nam. Một chiến thắng được xây dựng với sự xuất sắc của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, có những điều chỉnh hết sức hợp lý và tung vào sân những nhân tố quan trọng ở từng thời điểm. Ngày hôm nay thì Vi Thị Như Quỳnh có lẽ là vận động viên hay nhất, mang lại rất nhiều những điểm số trong trận đấu thứ hai, trận đấu thứ ba và trận đấu thứ tư cho Sport Center One. Bây giờ thì chúng ta đã khẳng định một lần nữa vị trí đầu bảng A, cơ hội rất lớn để đi tiếp. Xin chúc mừng cho Sport Center One, những thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trận đấu thứ ba của Sport Center One tại bảng A sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 gặp King White Taipei, và vẫn sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Sport News cũng như ứng dụng và hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trận đấu tuyệt vời và xin chúc mừng một lần nữa với thầy trò Vinh Nguyễn Tuấn Kiệt. Đến lúc này thì buổi tường thuật của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những trận đấu hấp dẫn tiếp theo.